Một thông tin rất là vui, cực kỳ là vui luôn cả nhà. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Em xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 3 âm lịch nha cả nhà. Hôm nay 14 và cô chú anh chị mình có ăn chay không cả nhà? Hôm nay 14 ha, ăn chay nha. Đó, thì em xin chia sẻ và cũng như là cập nhật thông tin mới gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn một thông tin rất là vui, cực kỳ là vui luôn cả nhà. Em vừa được mới biết một thông tin, đó là cô chú anh chị mình quan tâm, chị Hồng Loan đi lưu diễn ở Úc, quan tâm về vấn đề sóng gió gia tộc, mẹ con nhà Gia đòi đồng sở hữu, cũng như là chị Ni có lên tiếng hôm qua có một cái livestream. Thì tạm gác qua những cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ xoay quanh về câu chuyện chị Hồng Loan sẽ đi giao lưu gặp gỡ bà con cô bác mình ở Tây Ninh đó. Cả nhà thấy vui không? Tây Ninh hay cả nhà, vào ngày thứ bảy 27 tháng 4 lúc 8 giờ tối thì sẽ có chương trình với chủ đề nghĩ về cha, giao lưu gặp gỡ cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, trong đó có chị Hồng Loan còn có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ có góp mặt vào chương trình đó. Và coi như là lần đầu tiên chị Hồng Loan sẽ về Tây Ninh để gặp gỡ giao lưu bà con cô bác của mình ha. Thì Bộ Sô Huy ngày hôm nay đã có trực tiếp về Tây Ninh tại nhà hát ở Tây Ninh hay cả nhà để giao lưu và cũng như là gặp các ban lãnh đạo, cũng như là gặp các anh để trực tiếp chỉ đạo cho các anh treo poster lên rồi cô chú anh chị. Đó là ở trung tâm văn hóa và truyền thanh thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh đó. Ngày nay thì anh Huy đã trực tiếp về đó cả nhà. Đó, cô chú anh chị mình thấy ở phía sau thì trời hơi tối hay cả nhà, giờ này cũng gần 9 giờ tối rồi, ở quê trời rất là tối, ở trên đầu em thì có một cái bóng đèn. Về quê á, thì thích nhất á, cô chú anh chị mình biết gì không, là ngồi được ngồi cái võng đó cả nhà, về nằm được cái võng. Ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì kiếm cái võng nó hơi bị khó cô chú anh chị, ở quê thì chỉ là nằm nệm nằm dưới nền gạch thôi, chứ còn kiếm được cái võng thì đi quán cà phê về kiếm võng cũng khó, trong trung tâm thành phố kiếm võng khó lắm, phải đi ra ngoài ở vùng ven mới có. Còn về quê em á, thì cô chú anh chị mình thấy không, ở nhà ở trước có cái võng, ở sau có cái võng, ở chính giữa nhà có võng, nói chung là đi đâu cũng có võng, ngồi đâu cũng có ngồi, toàn là ngồi võng, là đa phần là ngồi võng á cô chú anh chị, rất là thích ha, ngồi võng cứ đung đưa thoải mái vô cùng đó. Thì chia sẻ với cả nhà mình nè, vào ngày 27 tháng 4 thì có sự tham gia của bác Linh Tâm, là một người bạn, là một người tri kỷ với bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ tham gia vào chương trình ở Tây Ninh hay cả nhà. Có ca sĩ Quách Tuấn Du nè đó, và các học trò của ca sĩ Quách Tuấn Du nữa, có nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, quán quân Sao Nói Ngôi Bình Tinh, và ca sĩ Quỳnh Trang, đó là con của cố ca sĩ Phi Nhung, và anh Linh Tý con của bác Linh Tâm nữa cả nhà, và đặc biệt có anh Nhật Minh chồng của chị Ba Bình Tinh nữa ha cả nhà ha, nhóm Nhật Nguyệt đó. Thì cái số điện thoại mà để cô chú anh chị mình có thể mua được cái vé ở Tây Ninh á, thì số điện thoại em xin phép đọc hai số để cô chú anh chị mình có thể dễ dàng mua ha. Đó là 0907 399 475, 0903 039 119. Đó là hai số điện thoại cô chú anh chị mình có thể đặt vé và mua vé qua số hotline. Còn trường hợp mà chúng ta ở gần đó thì chúng ta có thể đến trực tiếp tại trung tâm văn hóa và truyền thanh của thị xã Hòa Thành, mua trực tiếp tại đó luôn ha cả nhà, có phòng vé ở đó vẫn bán ở đó, cô chú anh chị mình cứ mua bình thường. Và cái chương trình này á, thì thứ nhất là cô chú anh chị mình có thể đem nước thức ăn nước uống vào để vừa xem ca nhạc, vừa giao lưu gặp gỡ và vừa ăn vừa uống, cô chú anh chị mình cứ thoải mái ha, quay phim chụp hình livestream thoải mái luôn, không có cấm kỵ gì hết ha, để làm kỷ niệm không có gì hết ha cả nhà ha. Đó thì cái địa chỉ nó là ở số 2 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, thị xã phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách chợ Long Hoa đâu đó khoảng 5 đến 700 mét, cách tòa thánh Tây Ninh khoảng một cây mấy đến 2 cây số thôi cô chú anh chị. Thì ở trung tâm văn hóa này á, thì nó nằm ở ngay trung tâm, hôm trước em có đi một lần thì chỗ đó rất là đông đúc, khu dân cư và con cô bác ở rất là đông ha cả nhà ha. Chúng ta sẽ hẹn, có một cái hẹn nè ở trung tâm văn hóa ở Tây Ninh vào ngày 27 tháng 4 nha. Tài nhất định sẽ tài sẽ xuống đó cũng như là gặp gỡ bà con cô bác mình, để sẽ giao lưu gặp gỡ và ghi hình nha, để làm kỷ niệm nha cô chú anh chị. Đó là cái thông tin mà em muốn gửi đến cô chú anh chị mình mà Bộ Sô Huy đã có chia sẻ với em. Ngày hôm nay thì đích thân anh đã xuống rồi cả nhà, xuống dưới để giám sát và cũng như là đôn đốc anh dán poster lên để
cho bà con cô bác mình biết và cái đêm giao lưu gặp gỡ với chủ đề nghĩa vị cha. Lần đầu tiên chị Hồng Loan sẽ tham gia và góp mặt có mặt tại Tây Ninh ha cả nhà ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào ngày 30, cách đó 3 ngày. Thì ngày 30 thì sẽ gặp ở nhà hát Mỹ Phước và sân khấu Trống Đồng. Ngày 30 á thì cô chú anh chị mình có nhiều cô chú anh chị vẫn còn lăn tăn về vấn đề mà tại sao chị Hồng Loan ngày đó mà phải hát ở Trống Đồng chứ đâu hát ở Mỹ Phước. Thì cái show ở Mỹ Phước á, là show phát sinh, là có nghĩa là chạy show á cả nhà, chạy hai điểm hát ở Mỹ Phước trước rồi sau đó về Trống Đồng và kết thúc chương trình. Đó là như vậy hai cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là một thông tin vui em gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Vào ngày 5 tháng 5 á, thì shop chị Hồng Loan sẽ khai trương shop mỹ phẩm, shop Renkin Organic á, sẽ khai trương và nhà báo Song Minh có chia sẻ một trạng thái như thế này: cứ nhìn thấy mớm phát triển công việc kinh doanh mỗi ngày là anh cảm thấy rất là vui, rất là ủng hộ và rất là tin tưởng em và tiếp tục thành công. Không phải ai sinh ra cũng giỏi, cũng biết được nhiều thứ, mớm cũng vậy. Sự ham học hỏi, siêng năng, chịu khó và giúp mớm có được những thành công bước đầu như ngày hôm nay. Với những người khác, điều này là bình thường, nhưng đối với mớm, bước qua bao nhiêu sóng gió, khẳng định được bản lĩnh, năng lực của mình từ con số 0 như thế quả thật là đáng đáng khen ngợi. Ngày 5 tháng 5 năm 2024 lại sẽ có một ngày vui vẻ của tem cùng hội ngộ. Chúc mừng em tiếp tục có thêm một đứa con tinh thần mới, vui lắm nè. Đó, đó là cái thông tin mà nhà báo Xuân Minh muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Mỗi lần mà em đọc một cái dòng trạng thái của nhà báo Xuân Minh đó cả nhà, em thấy rất là vui và cũng rất là hay. Câu từ luôn trau chuốt, câu từ luôn mượt mà, đọc rất là hay ha cả nhà. Khi mà chia sẻ lên rất là hay. Tại vì nhà báo luôn có một cái tâm mà có một cái tầm. Thật sự em rất là thích nhà báo Xuân Minh khi mà viết bài quý cô chú anh chị, rất là hay. Đó. Thì nhà báo Xuân Minh có chia sẻ là chị Hồng Loan là nhờ cái sự ham học hỏi siêng năng thì rất là đúng vào với cái thời điểm bây giờ. Thì chị Hồng Loan ở cả nhà từ những cái khó khăn, từ cái sóng gió gia tộc mà đã biết gọi là vươn mình lên và ham học hỏi siêng năng, chịu thương chịu khó. Học hỏi ở đây là học hỏi và tiến bộ theo từng ngày luôn đó cô chú anh chị. Cả nhà mình còn nhớ cái lần đầu tiên mà chị Hồng Loan giao lưu gặp gỡ ở sân khấu Trống Đồng đã rất là rung và rất là e dè rụt rè nè, và cũng như là đã hơi lệch nhịp một chút xíu, nhưng lần đi qua Úc Châu thì chị Hồng Loan đã có bản lĩnh hơn, tự tin hơn và đứng trên một cái sân khấu lớn, một sân khấu chuyên nghiệp cùng với anh hai chị ba cùng với tất cả các anh chị khác nữa thì đã rất là vững vàng, rất là hay rồi ha cả nhà. Đó gọi là cái sự ham học hỏi và tiến bộ từng ngày luôn mà mình chúng ta có thể nhìn thấy được, nhìn nhận được qua cái sự nỗ lực của chị Hồng Loan. Và cái shop của chị Hồng Loan như là shop tiểu thư ăn vặt nè, shop bun bun nè, và tiếp theo là shop mỹ phẩm là đứa con tinh thần của chị Hồng Loan, để kỳ vọng và đặt kỳ vọng vào đó rất là nhiều. Mong là cô chú anh chị mình yêu thương vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 ghé shop Renkin Organic ở số 1022 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vào cái chương trình khai trương và cũng như là ủng hộ chị Hồng Loan. Ngày hôm đó chị Hồng Loan sẽ cho ra mắt rất là nhiều sản phẩm ha cả nhà. Và mấy ngày nay thì chị Hồng Loan cũng đã cho cô chú anh chị mình biết rồi, bật mí cả nhà cũng biết rồi, có những sản phẩm body kem ủ này kia họ được quyền kem chống nắng và dạng phun dạng xịt đấy cô chú anh chị, thì cũng đã có rất là nhiều sản phẩm được tung ra rồi. Ngày khai trương thì em nghĩ là sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi hơn, cô chú anh chị mình đến trực tiếp mua sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi hay cả nhà ha. Đó là cái thông tin mà nhà báo Song Minh muốn chia sẻ. Em chia sẻ cho cả nhà mình một thông tin nữa, thì ngoài nhà báo Song Minh thì em biết được là anh Bầu Show Huy Lê, anh cũng được chị Hồng Loan có một cái thiệp mời, có một cái thiệp mời là khai trương mỹ phẩm Hồng Loan vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 vào lúc 16 giờ, tức là 4 giờ chiều đối với cô chú anh chị, 4 giờ chiều tại số 1022. Thì cô chú anh chị mình nhớ ha, là cái con số 5 đó luôn luôn nó gắn liền với chị Hồng Loan và luôn luôn cũng như là đem lại sự may mắn, giống như là cái con số phong thủy vậy cả nhà, đi đâu cũng gặp con số 5. Ngày 5 tháng 5 cũng là ngày khai trương mà chị Năm cũng ở, chị Loan cũng ở trong căn nhà số 5 và cũng như là số shop mỹ phẩm thì 1022 cộng lại cũng là con số 5. Nói chung là cái con số 5 là cái con số may mắn. Em tin chắc rằng từ đây tới về sau thì chị Hồng Loan sẽ mãi mãi gắn liền với lại có con số 5, làm gì cũng là con số 5 cả nhà. Và đặc biệt cái ngày mà đi lưu diễn ở Úc Châu thì chị Hồng Loan cũng ở trong căn nhà số 5, phải nói là cái sự trùng hợp mà nó quá trời tuyệt vời, cũng như là nó có một sự linh thiêng mầu nhiệm gì đó của chú anh chị, rất là hay ha cả nhà ha. Đó, đó là những gì mà thông tin mà em biết được em chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn mình. Ngoài nhà báo Xuân Minh
Ngoài anh Huy Lê thì em tin chắc rằng còn có rất là nhiều các anh chị em trong team vì yêu thương mà đến, và cũng như những người yêu thương chị Hồng Loan sẽ được thiệp mời đến ngày hôm đó, và những anh chị em YouTube nữa có mặt sẽ ghi hình và quay chia sẻ ra quý cô chú anh chị và các bạn mình, trong đó thì chắc chắn là sẽ có Tài rồi. Cô chú anh chị mình đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ và ủng hộ Tài hay cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành và cũng như ủng hộ Tài trong suốt thời gian qua. Đó là những em biết thông tin gì thì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Trước mắt á, thì em sẽ gửi cho cả nhà mình thông tin là nhà báo Song Minh và anh Huy Lê có hai thiệp mời rồi. Còn những anh chị khác thì tất nhiên là có rồi cả nhà. Những người yêu thương ủng hộ chị Hồng Loan tất nhiên sẽ có, nhưng mà chưa có đăng tải, chưa có up lên nên em cũng chưa có chia sẻ được ha cả nhà ha. Và đừng quên cái điều quan trọng, chúng ta trước khi ngày 5 tháng 5 diễn ra mà khai trương của shop chị Hồng Loan, chúng ta sẽ gặp mặt ở ngày 27 tháng 4 thì ở Tây Ninh hay cả nhà. Không biết là bà con Tây Ninh mình đã mua vé chưa nha. Vé thì mà quên nữa, hình như là em để em chia sẻ cả nhà mình luôn nè. Vé thì nó có đồng hạng là vé 150 ngàn và có vé VIP luôn là 400, 350, 300, 250 và 200. Đó cô chú anh chị, thì cũng giống như ở Trống Đồng á, thì khán giả nào mà cô chú anh chị nào mình mua mua vé trước, mua vé VIP trước á, thì mình được ngồi gần hơn để có thể là thấy được tận mắt và cũng như thấy được gần hơn cái khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ cũng như là các anh chị nghệ sĩ đó. Thì còn những cái vé ở xa 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 hơn xíu thì chúng ta cũng sẽ thấy thấy cũng rất là rõ và âm thanh cũng rất là ok, cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Vé mà gần quá thì để dành cho các cụ các ông ha, ngồi gần, còn mình chúng ta ví dụ như mình còn thanh niên còn trẻ thì mình ngồi ở xa xa xíu. Khi mà cái sân khấu mà được bố trí thì cái ghế nào cũng coi được, cái ghế nào cũng ngồi cũng thoải mái, cũng có thể thấy được toàn cảnh xung quanh và cũng như là thấy tất cả được cái ở trên sân khấu. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Ở Tây Ninh sân khấu rất là lớn ha cả nhà và sức chứa rất là rộng cũng như là thoáng mát ha. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Và cái ngày 27 đó là cái ngày phải nói là cũng gần tới nghỉ lễ rồi. Chắc chắn là sẽ có khán giả, có cô chú anh chị mình nghỉ trước ha. Có người tới 30 mới nghỉ, có người nghỉ trước. Đó thì mình mua vé đi chơi chơi đâu cũng vậy. Mình bỏ ra khoảng đâu đó 150 thôi, vé đồng hạng vé đó 150 nè. Đó, mình mua cho người thân gia đình bạn bè cũng như là anh chị em thì đó rủ nhau đi coi ha cả nhà, đi coi đi giao lưu gặp gỡ lâu lâu mới có một lần ở Tây Ninh và cũng như là có sự góp mặt của chị Hồng Loan cùng với đặc biệt là có bác Linh Tâm nữa cô chú anh chị mình ha. Bác Linh Tâm là một người bạn tri kỷ của có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha cả nhà, lâu lâu mới có một lần mà đó. Đó là thông tin mà em muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn mình. Còn ngoài thông tin này ra thì có thông tin về sóng gió gia tộc gì đó thì em cập nhật được thì em sẽ chia sẻ sau ha cả nhà ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị mình ha. Ở phía sau cả nhà thấy không, trời tối thui luôn, giờ này cũng gần 9 giờ tối nha cả nhà, nhờ có cái bóng đèn nó sáng chứ không có thì ở phía sau tối thui luôn. Ở quê nó là vậy cả nhà, nó không giống thành phố ha. Thành phố thì 8 9 giờ 12 giờ đêm thì vẫn còn đèn, vẫn còn xe cộ chạy qua lại. Ở phía sau nhà em là một con kênh đó, giờ này hồi nãy thì mới nghe cái con có một cái chiếc tàu vừa chạy qua cô chú anh chị, trời tối đen như mực luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha, chào cả nhà.